Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bầu cử Mỹ 2020 làm rõ những cáo buộc gian lận. Khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục tranh cãi về kết quả cuộc bầu cử Mỹ, các bài đăng tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm đã lan truyền trên mạng xã hội về cuộc bỏ phiếu này. Một trong những tin này được khuếch đại bởi chính ông Tổng thống Donald Trump và đội ngũ của ông, những người đã kêu gọi mọi người phải đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử mà không cung cấp bằng chứng. Đây là hình ảnh đăng trên báo Pháp Luật của Thành phố Hồ Chí Minh và hàng loạt báo khác để minh họa bản tin có tựa đề phát hiện nhiều người chết bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ. Một số tweet được tuyển đi cáo buộc rằng nhiều người chết đang bỏ phiếu ở tiểu bang quan trọng Michigan, làm tăng thêm điệp khúc cho ông Donald Trump dẫn đầu với những tuyên bố gian lận cử tri chưa được chứng minh. Giới chức ở tiểu bang Michigan đã phản ứng lại, gọi những tin đồn này là thông tin sai lệch và lưu ý rằng phiếu bầu từ người chết bị từ chối. Các tweet lan truyền được cho là đã xác định được những người bỏ phiếu vắng mặt, mặc dù được sinh ra vào thời điểm chuyển giao thế kỷ và đã qua đời. Một trong những người đàn ông trong có bài viết dường như đã lẫn phiếu của mình với phiếu của cha ông hiện đã qua đời. Ông và cha có cùng tên và cùng địa chỉ, theo trang mạng Politics chia sẻ. Các quan chức địa phương ở Michigan đã nói với trang Politics rằng lá phiếu của người con đã bị quy nhầm cho người cha trên hệ thống bỏ phiếu chính thức. Chúng tôi đã thấy các trường hợp cá biệt khác về cáo buộc người chết bỏ phiếu. Hầu hết cũng được giải thích là vì các thành viên gia đình có cùng tên hoặc các lý do lỗi kỹ thuật. Chẳng hạn như cử tri được hướng dẫn tạm nhập một ngày sinh giả định nếu ban đầu họ không thể tìm thấy hồ sơ đăng ký cử tri của họ trực tuyến. Những tin đồn này được lặp đi lặp lại bởi các tài khoản có ảnh hưởng, gồm cả của con trai của Tổng thống, người tất nhiên cũng có chung tên với cha mình, và lãnh đạo đảng Brexit Nigel Frank. Cũng không có bằng chứng về sự cố phần mềm ở Michigan. Các bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên mạng cho thấy một trục trặc trong phần mềm kiểm phiếu được sử dụng ở Michigan đã dẫn đến việc hàng nghìn lá phiếu bầu cho Donald Trump được tính cho Biden. Các tuyên bố đã được đưa lên tweet của Tổng thống. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đăng lại cho thấy có thể có vấn đề với phần mềm được sử dụng trên toàn tiểu bang. Đây là hình ảnh bản tin ban đầu in đậm dòng chữ một nhân viên quận Michigan đã gặp trục trặc trong phần mềm lập bảng nên họ đếm phiếu bằng tay và phát hiện ra trục trặc khiến 6.000 phiếu chuyển đến Biden. Có một vấn đề xảy ra ở một quận nơi các phiếu bầu ban đầu được báo cáo không chính xác mà Bộ trưởng Ngoại vụ Michigan đã nói đã nhanh chóng được xác định và sửa chữa. Bà nói thêm, lỗi ban đầu là lỗi của con người, không phải lỗi do phần mềm tạo ra. Các bài đăng trên mạng hiện đang lan truyền khẳng định có thể có vấn đề tương tự ở 47 quận khác ở Michigan, nơi cùng một phần mềm được sử dụng. Bà Benzo đã nói như sau, không có bằng chứng cho thấy lỗi người dùng này xảy ra ở nơi khác trong tiểu bang. Một tin đồn lan rộng khác ở tiểu bang chiến trường Arizona, có những tweet cáo buộc một kế hoạch làm giảm số phiếu ở các khu vực ủng hộ Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang bằng cách phân phát bút Sapphire, tức là bút đánh dấu vĩnh viễn, để mọi người điền vào lá phiếu của họ. Trong một video được lưu hành rộng rãi, một người phụ nữ mô tả cách máy bỏ phiếu được cho là không thể đọc được các lá phiếu được đánh dấu bằng loại bút này. Người đứng sau camera nói rằng phiếu bầu không được tính và mọi người đang bị buộc phải sử dụng bút Sapphire để làm sai lệch tổng số phiếu bầu. Và điều này dẫn đến một loạt hoạt động trên mạng xã hội và các tuyên bố phải gian lận cử tri rằng số lượng lớn phiếu người dùng ủng hộ Trump đã bị vô hiệu. Đây là hình ảnh bài trên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng đăng tiết lớn như sau. Bút lông Sapphire làm hỏng phiếu bầu tại bang Arizona chấm hỏi. Thế nhưng thực tế không hề có chuyện này ở bang Arizona. Hãng truyền thông CNN đưa tin rằng một nhóm người biểu tình tập trung tại quận Maricopa ở Arizona đã la hét và thông tin sai lệch trên mạng xã hội về Sapphire. Nhưng những tuyên bố này sai, giới chức quận Maricopa đã nói Sapphire không làm cho phiếu bị vô hiệu. Bộ trưởng Ngoại vụ Arizona Kathy xác nhận trên tweet rằng nếu bạn trực tiếp bỏ phiếu, tức là lá phiếu của bạn sẽ được tính bất kể bạn sử dụng loại bút nào, thậm chí là bút Sapphire. Ngay cả khi máy móc không thể đọc được những lá phiếu này vì một lý do nào đó, như mực thấm qua mặt bên kia, chúng tôi có cách để đếm chúng, hoàn toàn không có căn cứ để nói rằng đây là một số âm mưu làm mất hiệu lực các lá phiếu của Đảng Cộng Hòa.
và vấn đề là bản đồ cập nhật phiếu ở Michigan bị lỗi thì sao? Một bản đồ bỏ phiếu ở Michigan từ đêm bầu cử cho thấy có sự gia tăng đột ngột khoảng 130.000 phiếu bầu cho Biden nhưng không tăng cho Trump đã lan truyền trên mạng xã hội. Tổng thống Trump đã tweet hình ảnh đang làm dấy lên đồn đoán về hành vi gian lận cử tri. Việc có thêm một lượng lớn phiếu bầu trong một cuộc kiểm phiếu cùng một lúc khi phiếu đang được đếm là việc bình thường. Nhưng người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi tại sao ông Trump không có thêm bất kỳ phiếu bầu nào vào cuộc kiểm phiếu trong bản cập nhật cụ thể này. Lời giải thích rất đơn giản, đó là một lỗi nhập dữ liệu sau đó đã được sửa chữa. Trick Christian, một trang web giám sát bầu cử đã tạo ra bản đồ nói rằng đó là một lỗi đơn giản từ một tệp do tiểu bang tạo ra và chúng tôi đã nhập vào. Tiểu bang đã nhận thấy lỗi và đưa ra số lượng cập nhật. Đây là hình ảnh chụp màn hình hai bản đồ bầu cử cho thấy có sự bất thường trong số liệu. Tuy nhiên, người đăng tấm ảnh này trên trang tweet sau đó đã rút lại với lời giải thích rằng đó chỉ là lỗi đánh máy. Người phát ngôn viên nói thêm rằng điều này có thể xảy ra trong những đêm bầu cử và chúng tôi ngờ các nhà lập biểu phiếu bầu cử khác ở Michigan cũng có thể gặp lỗi này và sửa chữa trong thời gian thực như chúng tôi đã làm. Tweet đã dán nhãn cho các tweet mang giấy lên nghi ngờ này rằng một số hoặc tất cả nội dung được chia sẻ trong tweet này bị tranh chấp và có thể gây hiểu lầm về một cuộc bầu cử hoặc quy trình dân sự khác. Matt Markova, người từng có bài đăng được ông Trump chọn tweet lại, đã xóa tweet đó đi và xin lỗi, mặc dù hình ảnh vẫn được chia sẻ rộng rãi ở những nơi khác. Và đã có nhiều tuyên bố sai sự thật rằng có nhiều người ở Wisconsin bỏ phiếu hơn số người ghi danh đi bầu. Một người dùng đã tweet như sau: Breaking, Wisconsin có nhiều phiếu bầu hơn những người đã ghi danh đi bầu. Tổng số cử tri đã ghi danh là 3.129.000 người và tổng số phiếu bầu là 3.239.920 người. Đây là bằng chứng trực tiếp của gian lận. Tuy nhiên, số lượng cử tri ghi danh được tweet này đưa ra đã lỗi thời. Con số mới nhất tính đến ngày 1 tháng 11 là 3.684.726 người. Trong tweet đó hiện đã bị xóa đi, nhưng mọi người dùng Facebook và tweet vẫn tiếp tục chia sẻ hình ảnh chụp màn hình của bài đăng. Và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho Wisconsin tại cuộc bầu cử này cao hơn đáng kể so với những năm trước. Và tiểu bang Wisconsin cũng cho phép mọi người ghi danh bỏ phiếu vào đúng ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, có nghĩa là tổng số cử tri đã ghi danh còn có thể cao hơn con số được báo cáo hiện tại. Đây là hình ảnh các cô gái người Mỹ gốc Việt ở Little Sài Gòn ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Về làn sóng của người Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump sẽ lội ngược dòng để trở thành người thắng cử từ những cáo buộc gian lận. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã đưa ra bài bình luận với tựa đề Dân 25 triệu, ai người lớn? Với nội dung như sau: La làng về gian lận bầu cử, nhưng Trump chẳng có bằng chứng gì, chỉ biết thúc William Barr, người do Trump đặt vào ghế Bộ trưởng Tư pháp, gấp gáp điều tra, như thúc ông thợ săn dẫn chó săn sục sạo cánh rừng rậm, diệt gai góc, tìm con trồn tưởng tượng. Rồi Trump ngồi trong phòng bộ dục, bồn chồn liên tục viết tweet, hốt hoảng hô hoán, gian lận bầu cử, gian lận bầu cử. Sự hốt hoảng hô hoán của Trump làm xã hội Mỹ sôi sục, một thì làm sôi sục gấp 10 lần, tập hợp đông đảo những người nặng lòng yêu Trump ở Việt Nam. Chùm tuyên giáo Võ Văn Thưởng và cả cỗ máy tuyên giáo khổng lồ chuyên điều chế thuốc an thần, thuốc lú, thuốc quên cho dân uống thì mỉm cười xoa tay sung sướng. Những cái tweet của Trump đã thay cho những liều thuốc lú, thuốc quên của tuyên giáo, làm dân quên đi sự điều hành yếu kém của nhà nước Cộng sản, làm đất nước tan hoang, làm kinh tế lụt bại, quên đi những tên quan rốt nát và tham lam làm hại đất nước và tàn bạo ức hiếp dân như ông Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường, hành xử như Lục Lâm Thảo Khấu, ngạo ngược bắt giam nhà khoa học, tố cáo hợp pháp ông ta đạo luận văn khoa học, và quên đi thân phận nô lệ của người dân, quên đi cái tội của nhà nước bất tài và tham nhũng tạo ra núi nợ khổng lồ đè lên đầu người dân cả nước. Từ đứa trẻ sơ sinh cho đến người già hấp hối đều có khối nợ công 40 triệu đồng đè xuống đầu, thì muôn đời muôn kiếp dân không thể giàu, nước không thể mạnh. Bịa đặt vài chỗ dễ dãi và sự bịa đặt để màn ảo thuật tiêu hủy phiếu bầu, tin vào câu chuyện kinh dị hồn ma bỏ phiếu đi bầu cử, tin vào câu chuyện tình báo gãi bẫy ban kiểm phiếu, đề cao sự tinh quái cao cường của thần tượng Trump. Nhưng những câu chuyện đó đã xúc phạm thần tượng của họ, xúc phạm người dân Mỹ, xúc phạm nền dân chủ của Mỹ, xúc phạm đảng dân chủ của Mỹ, một trong hai đảng làm nên đời sống chính trị vàng son lịch sử của Mỹ được cả thế giới kính trọng và kỳ vọng.
Đây là hình ảnh ông Tổng thống Pháp Macron vào hôm 11 tháng 11 đã thông báo trên trang tweet rằng ông đã trao đổi với ông Biden để chúc mừng ông đắc cử. Chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm cùng nhau để thúc đẩy các ưu tiên chung như khí hậu, sức khỏe toàn cầu, an ninh quốc tế và hành động đa phương hiệu quả, ông nói thêm. Và những trò gian lận bầu cử đó chỉ có thể diễn ra ở thể chế độc tài và trong xã hội không có dân chủ. Nền dân chủ lâu đời và mẫu mực của nước Mỹ đã trao cho người dân quyền lực vô cùng lớn lao. Chỉ một nhà báo bình thường cũng đủ sức phanh phui và làm mất chức tổng thống của Nixon. Khi nhà báo phanh phui ra vụ Watergate vào năm 1972, Nixon đã đặt máy ghe lén đối thủ trong cuộc đua giành ghế tổng thống. Và dân chủ đã thấm vào máu dân, thấm vào sinh hoạt xã hội như vậy, thì những chuyện động trời hàng chục ngàn hồn ma đi bỏ phiếu, hội đồng kiểm phiếu tiêu hủy hàng chục ngàn phiếu hợp lệ và tạo ra hàng trăm ngàn phiếu bầu giả làm sao có thể diễn ra. Dựng lên những chuyện quái gở như vậy là sự xúc phạm vào người dân Mỹ, xúc phạm vào nền dân chủ của Mỹ. Xã hội dân chủ không thể có chuyện sùng bái cá nhân, không thể có chuyện làm mọi chuyện, kể cả chuyện phạm pháp vì một cá nhân. Là một trong hai đảng làm nên nền tốt đẹp của dân chủ xã hội Mỹ, đảng dân chủ là đảng của những tổng thống lừng lẫy trong lịch sử nước Mỹ. Đó là Tổng thống Franklin Roosevelt, hoặc Tổng thống Harry Truman, Tổng thống John Kennedy, Tổng thống Lyndon Johnson, Tổng thống Jimmy Carter và Tổng thống Bill Clinton. Một đảng như vậy không thể vứt bỏ những giá trị của mình, không thể liều mạng tự sát làm những chuyện phạm pháp bẩn thỉu để đưa một người của đảng lên làm tổng thống bằng gian lận trắng trợn phiếu bầu cử. Trong khi ở bờ Tây Thái Bình Dương, nhiều người Việt Nam cùng hòa giọng với Trump gào thét gian lận bầu cử, thì ở bờ Đông Thái Bình Dương, vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, nhóm 28 quan sát viên quốc tế thuộc tổ chức các nước châu Mỹ OAS đã đến Mỹ quan sát bầu cử, đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử ở Mỹ. Các quan sát viên quốc tế của OAS có mặt tại điểm bỏ phiếu và trung tâm kiểm phiếu ở nhiều bang bị cáo buộc thuộc gian lận phiếu bầu như Georgia, Tennessee, Nevada, Michigan, Arizona từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 đã xác nhận cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 được tổ chức tốt và diễn ra trong yên bình, minh bạch. Một thế kỷ dồn dập bão táp cách mạng xã hội, bão táp cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng công nghiệp, nhưng con người Việt Nam đầu thế kỷ 21 vẫn là con người Việt Nam thời tàn đà đầu thế kỷ 20. Dân 25 triệu ai người lớn và những người không chịu lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 với bản tin Bầu cử Mỹ 2020 làm rõ những cáo buộc gian lận. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.